Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị huyện ủy mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hồng Dân năm 2024 diễn ra chiều ngày hôm qua 25 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều cho rằng Hồng Dân có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Do đó, huyện cần tiếp tục phát huy, khai thác, nhất là hệ thống giao thông trọng điểm, sản xuất nông nghiệp theo mô hình lúa tôm. Tuy nhiên, phải chọn thứ tự ưu tiên để tập trung chỉ đạo, có trọng tâm, có điểm đột phá. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, huyện Hồng Dân được hưởng lợi rất lớn từ các tuyến đường trục dọc trục ngang như đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đường DT979, DT980, DT978. Do đó, huyện Hồng Dân cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ lợi ích của địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Hồng Dân tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội toàn diện phù hợp với đặc điểm và phát huy các tiềm năng lợi thế của địa phương. Phát triển nông nghiệp sạch hữu cơ có tính liên kết, kết nối vùng để mạnh phát triển tôm sạch, lúa sạch chất lượng cao, tăng cường mở rộng diện tích mô hình tôm lúa hiệu quả cho bền vững, phát triển công nghiệp chế biến sau thu hoạch phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới chính là nâng cao cuộc sống người dân. Do đó, để nông thôn mới trở thành điểm sáng, có tính lan tỏa, tạo được động lực phát triển, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng hiện đại, thì huyện Hồng Dân không được bằng lòng thỏa mãn với hiện tại, mà cần phải tiếp tục phấn đấu với những tiêu chí cao hơn. Đó là tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đúng thực chất và huyện đạt nông thôn mới nâng cao theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt là thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới của huyện.